Và bây giờ này mình thử mình làm con nhện nước. Cái này mình sẽ làm bốn cái chân. Còn cái này là mình sẽ làm cái râu. Đó. Giờ sẽ cho vô cái lỗ này. Cái kèm bóp cho nó chặt lại. Ok. Bên đây cũng vậy đâu. Bé ra như vậy. Gắn cái râu vô. Bóp cho nó cứng ra. Rồi. Giống không? Giống. Thấy sao? Nhìn khá vui đúng không? Bây giờ mình sẽ gắn cái motor vô. Rồi, motor mình sẽ gắn ở đây. Mình sẽ gắn lên trên đây. Cái này lần đầu lên làm nên cái pin nó, cái dây nó hơi dài. Mình sẽ gắn cái này vô đây. Và đây mình sẽ lấy keo mình chích cho nó một cái. Đây, chích tay miếng keo. Dán lên đây cho nó cứng nè. Nên mình cấp nguồn cho nó. Đó. Sốc không? Cái con của mình nó bị ngược. Nó bị đi lùi. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái phao vô. Này, phao vô. Yeah.